Loài chim thuộc họ hàng cái đuôi ngang quý và mềm rất là cao to, và đặc điểm đó chính là đầu thó và cổ dài. Rồi sau đây sẽ có một phần quà hấp dẫn được cho một vị khách may mắn nha. Đó là quý vị chỉ cần đoán chính xác là năm nay chim nhà đệ của chúng tôi là bao nhiêu tuổi. Quý vị nào mà đoán chính xác tuổi thì sẽ được tặng món quà đặc. Người bạn Charlie chúng tôi sẽ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả những vị du khách ở đây nhé. Charlie, how are you? I'm